Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, vào đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược So sánh tương quan lực lượng giữa vệ quốc đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với quân viễn trinh Pháp Quân số là tương đương nhau Nhưng Pháp ưu thế áp đảo về không quân, pháo binh và thiết giáp Máy bay của Pháp đưa sang Việt Nam thời kỳ đầu chiến tranh chưa nhiều lắm Nhưng sẽ tăng thiết giáp thì quả thực là một nỗi ngao ngán cho những người lính vệ quốc đoàn những khi phải đối mặt. Bước vào toàn quốc kháng chiến, vệ quốc đoàn có hai loại vũ khí để chống xe tăng của Pháp là chai xăng crepe và bom ba càng. Chai xăng crepe gồm có một chai lớn đựng xăng và chất crepe. Khi ném chai xăng từ trên cao vào trong xe tăng, chai vỡ, xăng và crepe bốc cháy, bám trên xe tăng, tạo ra nhiệt, khiến những người ở trong xe tăng không chịu nổi, phải nhảy ra ngoài và sẽ bị tiêu diệt. Bom ba càng là loại đạn cỡ lớn, chế tạo theo nguyên lý đạn lõm, có cán bằng tre hoặc gỗ, dài hơn 2 mét. Đầu quả đạn có ba cái càng để cắm vào thành xe tăng. Loại bom này là vệ quốc đoàn thu được của quân Nhật. Có lẽ trong những giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, quân Nhật biết thế thua không tránh khỏi, cho nên đã chế tạo các loại vũ khí tự sát. Trên không, họ tổ chức các chiến dịch thần phong cho phi công lái máy bay lao thẳng vào tàu chiến của quân đồng minh dưới biển họ chế tạo ngư lôi có người lái với mục đích cũng để tấn công cảm tử còn trên bộ trong các bộ phim về thế chiến thứ hai chúng ta đã thấy binh sĩ đạo quân quan đông của nhật ôm mìn lao vào gầm xe tăng của liên xô như vậy có lẽ bom ba càng cũng là một loại vũ khí thuộc về hình thức tấn công cảm tử tuy nhiên tấn công cảm tử không phải là giải pháp tốt cho cuộc kháng chiến chống Pháp mà ngay từ đầu các lãnh đạo vĩ đại của Việt Nam đã xác định sẽ là trường kỳ. Vấn đề cần thiết là phải có một loại vũ khí tốt để khắc chế các xe tăng và thiết giáp của quân Pháp. Ngay từ ngày 15 tháng 9 năm 1945, khi mới thành lập Cục Quân Giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng xe tăng xe bọc thép là lợi thế về vũ khí của quân Pháp trên chiến trường sẽ gây khó khăn cho bộ đội ta. Vừa may, Lực lượng đồng minh sau đó tặng cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mấy quả đạn và súng bazooka chống tăng của Mỹ. Cần thiết phải nhắc lại là trong thời kỳ chống Nhật, lực lượng Việt Minh đã có liên lạc với lực lượng quân đồng minh mà trực tiếp là lực lượng Mỹ đang đóng trên đất Trung Quốc. Quân Mỹ đã cử các toán thuộc cơ quan tình báo chiến lược OSS đến gặp Việt Minh và họ đã giúp huấn luyện quân sự cho các đội vũ trang của Việt Minh ở trong rừng. Và những quả đạn bazooka này có lẽ chính là quà tặng của quán oss đó ngay sau khi được tặng súng và đạn bazoka chủ tịch hồ chí minh giao ngay cho ông tạ quang bửu lúc đó là thứ trưởng quốc phòng để chuyển lên xưởng quân giới ở giang tiên thái nguyên nhằm mổ xẻ nghiên cứu tuy nhiên cho đến lúc đó bazoka chỉ mới có mình quân mỹ có việc chế tạo súng và đạn bazoka là một vấn đề kỹ thuật khá phức tạp vượt quá khả năng của ngành quân giới việt minh lúc bấy giờ Đến cuối năm 1946, bác Hồ từ Pháp trở về, đưa theo ông Phạm Quang Lễ, là một kỹ sư giỏi đã học tập và làm việc ở Pháp nhiều năm. Theo cuốn sách Từ Phạm Quang Lễ đến Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học anh hùng của tác giả Thành Đức, ông Phạm Quang Lễ quê ở Vĩnh Long. Từ lúc thanh niên đã nung nấu ý chí sang Pháp du học để bí mật học kỹ thuật chế tạo vũ khí để khi nào đất nước đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp thì chế tạo vũ khí cho nghĩa quân. Với mục tiêu ấy, Phạm Quang Lễ đã miệt mài tự học tập siêu tầm tài liệu liên quan đến chế tạo vũ khí. Kết quả của nhiều năm kiên trì tích lũy là Phạm Quang Lễ đã có những hiểu biết sâu rộng ngang tầm cỡ những chuyên gia về chế tạo vũ khí. Biết được khả năng của ông Phạm Quang Lễ, bác Hồ đã đổi tên ông là Trần Đại Nghĩa và giao cho trọng trách làm cục trưởng cục quân giới. Việc đổi tên nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho thân nhân của ông ở miền Nam lúc này đang nằm dưới anh vuốt của quân Pháp. Nhiệm vụ đầu tiên của Trần Đại Nghĩa là tham gia nghiên cứu súng và đạn Bazooka. Ông nhận thấy, khó khăn nhất là phần thuốc. Cả thuốc nổ đầu đạn và thuốc đẩy ta đều không có. Trong tay quân giới Việt Nam lúc đó, chỉ có loại thuốc nổ đạn đại bác của Pháp, nhưng thành phần của nó không giống thuốc của Bazooka. Sau hơn một tuần tìm hiểu nghiên cứu, ông tìm ra được phần lý thuyết và từ đó thiết kế chế thử loại thuốc đẩy hình ống cho đạn sau khi chế thử đem bắn thấy có kết quả ba tuần sau cuộc bắn thử đó trần đại nghĩa cùng các cán bộ quân giới ở xưởng giang tiên chế tạo được hai khẩu súng và sáu quả đạn xưởng liền đem bắn thử khi bắn đạn đi tốt trúng đích tiếng nổ to nhưng độ xuyên thì không đạt được như đạn của mỹ kiểm tra lại trần đại nghĩa phát hiện sai sót ở chỗ kỹ thuật gia công độ dày chóp nón đầu đạn sau khi khắc phục sai sót này xưởng tổ chức bắn thử thì kết quả đạt yêu cầu tương đương tính năng của đạn bazooka Mỹ. Trong cuốn sách Lịch sử Kỹ thuật Quân sự Việt Nam Giản Yếu có kể lại diễn biến cụ thể của quá trình phát triển súng và đạn bazooka như sau. Sau ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ, việc nghiên cứu hoàn chỉnh súng đạn bazooka lại được tiếp tục với tinh thần khẩn trương hơn. Ngay sau khi cơ quan cục quân giới vừa di chuyển đến ứng hòa Hà Đông, một tổ 5 người do đồng chí Phạm Văn Gián làm tổ trưởng được giao thực hiện việc nghiên cứu hoàn chỉnh đạn Bazoka dưới sự hướng dẫn trực tiếp của đồng chí Trần Đại Nghĩa. Còn súng Bazoka giao cho xưởng K1 của khu 11 chế tạo theo mẫu của cục. Một số quả đạn do xưởng Giang Tiên sản xuất được gửi về cục bắn thử, đạn nổ nhưng vẫn không xuyên. Không những thế, còn phát sinh nhiều khuyết tật khác như vỡ ống đuôi do tiện dày mỏng không đều và tuột cánh đuôi do hàn bằng thiếc. Qua nghiên cứu kỹ các nguyên nhân, những người nghiên cứu Bazoka đã đi tới kết luận. Đạn không xuyên là do khối thuốc nổ ở thân đạn không nổ hết nên không tạo được tốc độ lớn, luồng xuyên mạnh, nhiệt độ cao. Mà khối thuốc nổ mạnh không nổ hết là do thuốc gợi nổ ở ống nổ, quả đạn chưa đúng liều lượng. Anh em tiếp tục thử nghiệm với ống nổ mới. Nhồi 50% fulminat thủy ngân và 50% acid pyric. Và điều mong đợi đã đến ở lần bắn thử cuối cùng vào tháng 2 năm 47. Bia bắn là một bức tường thành bằng gạch rất dày. Khi đạn nổ, bức tường thành bị phá to, lỗ xuyên vào tường sâu tới 75cm. Đem bắn tiếp một quả đạn Mỹ để so sánh, thì các hiện tượng nổ, khoái lửa, lỗ thủng, sức xuyên đều tương đương. Đúng lúc cuộc quân giới thử nghiệm thành công đạn bazooka, thì ngay đêm hôm đó, đồng chí Phan Mỹ, tránh văn phòng Bộ Quốc phòng, trực tiếp đến yêu cầu đồng chí Trần Đại Nghĩa cung cấp ngay súng đạn chống chiến xa để chặn quân Pháp đang dùng xe tăng thiết giáp từ Hà Nội theo đường số 6 đánh ra vùng Trương Mỹ. Trong đêm đó, dưới ngọn đèn dầu, cả tổ nghiên cứu Bazoka cùng một số công nhân của nhà nghiên cứu kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của đồng chí Trần Đại Nghĩa đã thức thâu đêm nhồi lắp được 10 quả đạn. Ngay sau khi làm xong, 10 quả đạn này được tránh văn phòng Phan Mỹ mang về mặt trận đường số 6 trước lúc trời sáng. Có súng và đạn Bazoka, quân ta đã tổ chức phục kích đoàn xe tăng Pháp ở khu vực Trúc Sơn, Chùa Trầm. Bắn cháy hai xe tăng Pháp khiến cánh quân này phải quay đầu chạy về. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau trận thắng này, trong cuộc bắn thử ở chợ Bến, nơi dừng lại của cuộc quân giới trên đường di chuyển lên Việt Bắc, hai công nhân của Tổ nghiên cứu Bazoka đã hy sinh vì đạn nổ cướp ở trong nòng. Mấy ngày sau, trong trận đánh trên sông Sinh Dược ở Ninh Bình, một chiến sĩ trung đoàn 34 dùng bazooka bắn phát thứ nhất làm bị thương cano của địch, nhưng phát thứ hai thì bị đạn nổ cướp và hy sinh. Cùng thời gian này, ở khu 4, trong quá trình bắn thử bazooka, một cán bộ nghiên cứu cũng bị hy sinh vì đạn nổ cướp. Tổ nghiên cứu bazooka của cục quân giới cùng với xưởng B4 lại tiếp tục mổ xẻ nghiên cứu để hoàn chỉnh. Cho đến tháng 4 năm 47 thì súng đạn bazooka do cục quân giới trực tiếp nghiên cứu chế tạo mới đi vào ổn định và đi vào sản xuất hàng loạt. Cục quân giới chính thức phổ biến mẫu đạn bazooka đến các ti quân giới của các khu từ Việt Bắc đến khu 4. Ở khu 5, Cục quân giới cử cán bộ và công nhân mang toàn bộ tài liệu hoàn chỉnh vào trực tiếp giúp khu 5 sản xuất súng đạn bazooka. Từ giữa năm 1947 trở đi, ở các khu đều có một đến 2 xưởng chuyên chế tạo bazooka. Trên cơ sở bản vẽ mẫu hoàn chỉnh và kinh nghiệm sản xuất. Cán bộ công nhân quân giới lại có thêm nhiều sáng tạo mới trong phương pháp gia công để hoàn thiện thêm cho sản phẩm. Từ sau khi có bazoka, bộ đội của vệ quốc đoàn không chỉ dùng nó để bắn xe tăng thiết giáp mà còn dùng cho nhiều mục tiêu khác như ổ súng máy của địch, lô cốt cố thủ, xe cơ giới, tàu chiến, tàu tuần tiễu đi gần bờ sông và bắn cả tốp bộ binh khi tập trung đông. Trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, một toán lính địch phục kích ở bến Bình Ca của Tuyên Quang bên một bờ đá. Đã bị chiến sĩ ta dùng súng Bazoka bắn vào bờ đá. Đạn nổ, tiêu diệt gọn toán lính này. Đánh giá về hiệu quả của súng và đạn Bazoka do cục quân giới chế tạo. Cuốn sách lịch sử kỹ thuật quân sự Việt Nam giản yếu viết. Với sự xuất hiện của súng đạn Bazoka một loại vũ khí hiện đại chống chiến xa rất hiệu quả ngay từ đầu năm 47, chỉ hơn 3 tháng sau ngày toàn quốc kháng chiến, và khi quân Pháp vừa mới triển khai các cuộc tiến công lớn từ thành phố đánh tỏa rộng ra nông thôn, ta đã kịp thời bước đầu phá ưu thế về xe tăng thiết giáp của địch. Đây là một kỳ tích của ta và là một bất ngờ lớn đối với địch, góp phần đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của chúng. Còn trong cuốn sách, từ Phạm Quang Lễ đến Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học anh hùng, tác giả Thành Đức, người từng có thời gian làm thư ký của tướng Trần Đại Nghĩa kể rằng Năm 1981, đoàn phóng viên các nước Pháp, Anh, Mỹ phối hợp làm bộ phim lịch sử về chiến tranh Việt Nam. Được phép của Bộ Ngoại giao, đoàn làm phim đến Viện Khoa học Việt Nam để phỏng vấn giáo sư Trần Đại Nghĩa về Bazoka. Phóng viên truyền hình Pháp nói rằng, trước khi qua Việt Nam, ông ấy có gặp Tổng tham mưu quân đội Pháp để hỏi cần phỏng vấn ai và vũ khí gì ở Việt Nam. Và được trả lời rằng, cần phỏng vấn giáo sư Trần Đại Nghĩa những câu hỏi sau đây. Một là, Pháp không có bazooka, làm sao ông lại có mẫu bazooka của Mỹ? Hai là làm sao các ông nghiên cứu nhanh, sản xuất nhanh và nhiều như vậy? Ba là trong chiến dịch thu đông 1947, đối với Pháp có tính chất quyết định. Các ông đã cung cấp cho quân đội của các ông bao nhiêu quả đạn bazooka? Bốn là trước kia ở bên Pháp ông đã làm gì? Và tại sao chính phủ Pháp lại cho ông về với Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946? Những câu hỏi của người phóng viên Pháp chứng tỏ rằng Bazooka đã được quân đội Pháp đánh giá rất cao và họ đã chứng thực vai trò của nó trong việc phá ưu thế xe tăng thiết giáp của quân Viễn trinh Pháp trong thời kỳ đầu chiến tranh. Các bạn thân mến, câu chuyện chế tạo Bazooka này khiến tôi nhớ lại lời một vị tướng Mỹ đã nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được tác giả Lưu Trọng Lân trích trong sách Điện Biên phủ trên không, Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam rằng: Nếu dân tộc Việt Nam chỉ anh hùng không thôi thì chắc chắn Việt Nam đã bị khối lượng sắt thép khổng lồ của chúng tôi đè bẹp nhưng vì dân tộc việt nam thông minh quá nên mỹ đã chịu thua chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại